lăm hai thịt nè bây. Ủa 40 đi Phương. Trời trời chưa ăn được gì luôn á. Chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại chợ đêm của phố Lê Cù Gia Lai ở Gia Lai nha. Mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng phố chợ đêm ở thành phố Lê Cù ở Gia Lai. Ê, chợ đêm khu này cũng nhỏ ha. Có nhiều đầy hết rồi hả? Mua gà gì? Gà nướng. Gà nướng mới ăn trưa rồi mà. Cho em ăn có 2 miếng. Ai cơm tô. Mua một phần nữa thôi về ăn chung đủ luôn. Ok. Hấp dẫn quá. Vậy đi em. Tiệm ăn bắt gà này là mình chế biến sao vậy chị? Rồi mình kho ram hay là mình kho nó? Cái này nướng, đây là nướng. Nướng nó phải đầu tiên. Thêm thôi được chưa? Đầu tiên. Chứ phải nướng. Đi đi. Có không? Đây bên kia bán 100. Dạ có. Từ từ. Mở đùi ra bảo bình thường. Này ăn gì ăn đùi không bình thường? Đùi đi. Đùi. Cắt ra đậu nguyên nè. Cắt ra đi, cắt ra. Nó bao nhiêu một phần đi chị? Bao nhiêu có? 50 con. Ủa cô, cái khu phố chợ đêm của mình thì cũng có một khu như vậy thôi hả? Đúng rồi. Dòng khu kia dòng bên vậy đó, nó bán ở bên trong ngoài. Nào mua gì đó, sầu riêng kè 40.000 mua không, bánh bao sơ mặn năm kè bà kè. Ăn sầu riêng dạ muốn ăn sầu riêng cây đi thôi, là bà này hỏi thứ cho sầu riêng có gì. Kim Ngân mua sầu riêng cho Kim Ngân với Giàu ăn lên chứ hai đứa không ăn thì hai tôi ăn vô duyên không chứ. Nó không ăn lên Pleiku một món đặc sản không thể thiếu đó là sầu riêng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi mua sầu riêng nè. Bao nhiêu tiền một ký này?
hả? Bảy chục xong cái này, xong cái nằm đây nè. Không không, ở đây xô mình chứ. Ở đây mình trồng mình bán cho mình mang đi. Trời ơi, ở đây vườn ngon lắm. Chị Lâm em tắt cho nha. Dạ được. Hả? Dạ được rồi chị. Kìa. Chè nếp cẩm đậu xanh. Đậu đen, đậu xanh nếp cẩm nè. Có chị gì trái cây là trái cây thấy có mấy loại trái cây đó. Là món gì có trái cây. Trái cây đi, bốn trái cây luôn. Chè nếp cẩm là nó có nếp cẩm đó gì? À, sữa chua nếp cẩm. Dạ. Nhiêu ký được cô? 40 ngàn giáo. Cái này 1.3 ký. 52 ngàn lấy 50. Dạ, tôi ăn con hết. Dạ, gửi em về nói không? À, bà chán rồi. Cô bỏ hộp hay là cô thở cháu ơi, cô thở đi. Dạ. Về cháu cứ tắt ra và cháu. Ủa cô, cái này mình mua về để mốt ăn được không? Nhưng mà đừng có phui, về nhà là cho phui. Dạ. Bây giờ để ăn thì lại cho nó tắm. Thôi bây giờ mua thêm. Dạ con gửi tiền ạ. Giá đây 50 ạ. Rồi. Rồi, con cảm ơn. Đi. Vậy. Dạ, nghe lời Kim Ngân để ăn thử nó ngon hay không, có muối hay không đã, nhìn trái này. Mấy cái đó không có hở ra này hiểu không? Không, cái loại sầu riêng này đâu có hở ra, trái nào cũng vậy mà. 50 ngàn rồi đó hồi vậy là quê tiền để sao không tắt ra luôn để ăn gần quá ta tắt cho rồi gần quá nè nè bốn đi chè hả nào tắt cái đó ra chụp hình đang quay phim trời đất ơi ơi để bà nó lên đi ừ mới để lên tắt ra luôn đi đã nó tắt ra rồi nè không biết nó tắt ra luôn á chút nhà mình nói tắt đi lột ra là xong rồi nè đây cầm đi quay đi nó lột cho thôi đè đè quay đi em tắt được quá ê cũng ngon bà đã hết luôn bà đã ôi như mẹ chỉ mua có 30 ngàn trời ơi như thế sầu riêng y chang sầu riêng này của này đem xuống mà
phải không? Thiệt. Tại thường niên này dễ biết lắm. Bánh bao chỉ lấy bánh rồi. Để sao cho đẹp chút đi. Rồi xong chưa? Trời ơi lâu quá, chụp đại đi. Đi em, ừ. Giờ không đẹp được nữa. Đúng rồi đó. Giờ phải ăn. Ở bên trong này có dừa. Không có cần đẹp. Mè với lại sợ quá đi. Quất, quất sầu riêng. Được. Rất là ngọt ngọt. Không ăn lẹ là hết kiếm chịu nha. Ừ, lâu mẹ nói đi. Ăn đi, ăn đi. Nói đi. Ngon rồi, họ bự. Thôi mình ăn nha mọi người. Mm-hmm.